Xin chào người nha, chào người đã quay trở lại kênh của mình. Thì hôm nay HBK Gaming sẽ hướng dẫn anh em cách quay 100% ra tướng đúng ý anh em chọn luôn. Đó, ví dụ anh em thích tướng nào anh em chọn tướng đó thì anh em quay 100% sẽ ra đúng tướng anh em chọn luôn ha. Thì game vừa rồi cập nhật thêm cái banner quay này. Đó, cái banner này có thời hạn nha anh em, chỉ có mười mấy ngày thôi, hiện tại thì cầm 17 ngày nữa là hết hạn nè. Nên anh em tranh thủ vào quay đi, anh em đang thiếu tướng gì thì anh em vô chọn và quay đi, 100% sẽ ra đúng tướng đó luôn, ngon chưa? Còn những cái vòng quay mặc định như đây, vòng quay 80-20 nè. Đó, thì anh em ví dụ anh em chọn cái tướng như Rin B nè, đó, là anh em sẽ quay thì 80% sẽ ra Rin B, còn 20% sẽ ra tướng khác nha. Đó, còn cái banner vòng quay thứ ba này nè, đó là cái vòng quay ngẫu nhiên, thì anh em bấm vô quay thì nó hên xui nó sẽ ra tướng gì đó ngẫu nhiên thôi. Đấy, này là hên xui. Còn cái này thì quay thẻ bài chiêu 1-2-3 ha, đó thì sẽ tăng sức mạnh lực chiến đồ vô cho tướng con em. Còn cái cuối cùng thì quay những tướng cùi mí, đấy thì này anh em không cần quan tâm. À, cái đây cái banner này rất là hay luôn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu quay test thử luôn cho anh em xem luôn nè, làm việc người thật vì thật luôn chứ. Bây giờ mình đang thiếu tướng gì đây? Ví dụ anh em thiếu hệ xanh thì anh em có thể chọn Marco nè, hoặc là anh em thích tướng gì đó anh em chọn như rau trắng hay gì đó anh chọn sẽ quay 100% ra luôn ha. Thì bây giờ mấy tướng này thì đa số mình có hết rồi, có Mi Hắc, Mi Hô, Mắt Diều Hâu nè, mình chưa có nha, giờ mình sẽ quay thử nha anh em. Giờ mình sẽ chọn. Ai, wow, nó giống như cái banner gì hàng tháng vậy anh em ơi, như banner tháng này ra tướng mới gì đó, thì anh em chọn cái này là nó sẽ quay 100% ra đúng tướng đó luôn. Đó, rất là ngon. Rồi bây giờ mình sẽ quay nha, anh em tranh thủ vào quay nha, chứ không là hết hạn đó, uổng lắm. Rồi giờ mình sẽ bấm quay luôn cho anh em xem. Ok, Mi Hắc hả? Vậy cái gì đại ý đại đi, không biết vậy hết. Ok, quay rồi. Ơi nhầm, mình sẽ rút kinh nghiệm nha anh em. Mình sẽ bấm khoảng 40 vé đầu tiên thôi, mình sẽ dừng lại. À, dạo này nhân phẩm tốt lắm em, quay tầm 50 vé là ra, không biết đợt này sao đây. Rồi, ok. Oh my god, chưa. Rồi, cái này mình sẽ bấm qua luôn nha. Ok, rồi, bắt đầu. Cố lên bạn ơi. Đây, đời ra ui, số ra 50 vé thôi, 50 vé thôi, 50 vé rồi, không được anh em ơi. Rồi tiếp tục gì đâu, thì bảo hiểm là 90 vé là chắc chắn sẽ ra ha, thì mình mong là nhân phẩm của mình tốt thì sẽ ra trước 90 vé để đỡ tốn tài nguyên này, mà đỡ tốn vé để dành quay những tướng sau nữa. Ok, ra nghi quá anh em ơi, bữa giờ mình nhân phẩm mình tốt quá rồi, chắc hôm nay nó cho đúng 90 vé mới ra luôn quá rồi luôn. Vé thứ 7 bắt đầu, vé thứ 70 rồi anh em. Oh my god, wow, vé thứ 7 bắt đầu với quê 70 rồi anh em ơi, 70 mà vẫn chưa ra. Ra đi, Mắt Diều Hâu, Mắt Diều Hâu. Ừ, yeah. Ủa, phải, cái này hệ S. Trời ơi, làm mừng hụt anh em ơi. Rồi, tiếp tục quay nha. Ê, rồi, ra luôn. Wow, trời ơi, hay chưa? 100% anh em chọn tướng gì sẽ ra tướng đó luôn nha. Ôi, Mắt Diều Hâu, ngon là đẹp chưa? Nói chung anh em đang thiếu tướng gì thì anh em chọn quay ha, tại mình đa số là full tướng rồi, nên mình đang thiếu Mắt Diều Hâu nên mình quay thôi. Ok, khá ngon lành rồi. Ok, 80 vé nha anh em, 80 vé mà nếu tính ra trừ ra thì 72 vé à, 72 vé là mình ra rồi. Rồi, đã chưa anh em? Đấy, rất là đơn giản luôn. Hôm nay có cái banner quay 100% tướng gì, anh em đang thiếu tướng gì anh em vô chọn và quay thôi, rất là ngon lành luôn, quá đã. Rồi thì bây giờ mình sẽ vô đấu hạng vài trận cho anh em xem ha. Thì về nâng cấp lên đồ nhân vật Mắt Diều Hâu thì mình đã làm nhiều clip rồi, anh em có thể xem lại ha. Rất đơn giản mấy đó thì nâng cấp level lên đồ, nâng cấp đá này kia thôi cho tăng sức mạnh thôi. Rồi giờ mình sẽ vô đấu hạng luôn. Ok, thì bây giờ mình sẽ đánh vài trận hạng cho anh em xem ha. Rồi thì mình sẽ sử dụng Luffy Team Kit ha. Đây là nhân vật mới ra mắt khá là ngon luôn. Rồi mình sử dụng hai nhân vật tướng 3S.
Đội hình khủng chưa anh em? Ai chu cha. Cũng căng anh em, kèo này cũng căng á. Đây lai ha. Giờ đệ tử đánh sư phụ nè. Đệ tử đánh sư phụ mới đỉnh. Chu cha ghê vậy. Sư phụ ơi là sư phụ, con xin lỗi. Nhưng mà sư phụ giờ là không có tuổi con. Công lao sư phụ đánh cô con hả? Công lao sư phụ dạy dỗ được. Bây giờ thằng đệ tử nó trả ơn như thế này đây anh em. Ôi đã quá. Để chờ Luffy xem cách đánh đả cho anh em. Ai, quá tuyệt vời luôn. Ngon ghê, vô đây, vô đây. Ê. Kỳ cục bạn. Ok. Một sư phụ đã hy sinh. Tới thằng anh hả? Thằng anh cũng phải cho lên thiên đàng luôn. Cho lên thiên đàng luôn chứ. Oh my god. Oh no, mình dùng kích chậm chơi sớm quá. Anh ơi này mà. Sao anh lại đánh em? Anh nói là thương em mà sao anh đánh rồi. Ui thằng nào ra vậy? Ok, bật hai cây bá vương lên. Tức. Chạy đâu hả anh? Em xin lỗi anh, nhưng mà anh không có tuổi với em. Vui quá anh em ơi, đã quá. Đúng là tướng mạnh vậy. Yeah. Rồi luôn. Tới bố già phải không? Chắc không cần ba đứa anh em à. Chưa biết đâu. Ơi, u shop này. Thiệt á. Rồi ơi, không có u shop là xác định ông bố già rồi đó anh em. Không sao. Ai. Trời, dạo này toàn là gì thôi. Con đánh cha, đệ tử đánh sư phụ không anh em ơi. Có lỗi quá. Nè. Chạy đâu chạy, không dùng chiêu đi ông. Ok. Nè. Ui. Ôi, bấm lộn chiêu em ơi. Đừng chứ, đừng nói chẳng lấy một mình rau đen, một rau trắng nó con ba. Ông làm cái gì vậy? Ôi, so. Vô. Ok luôn, xong. Trận đấu cũng hơi căng. Có Luffy team kích con team cũng được. Toàn con hai người rồi, cũng đã. Ok, thì trận này mình sẽ sử dụng những nhân vật khác nha. Kenu, nãy ai đánh rồi phải không? Giờ mình sẽ đổi qua người khác. Rồi đen đi đấy. Nami nãy chưa đánh nè. Ok, cho Kenu đầu tiên luôn. Vô. Oh my god, god, bò hàng cót. Ok, không sao. Đội hình này mình chẳng lẽ thua sao được. Vô. Không ổn, nhường bạn ấy. Ok. Vô. Này. Quá mạnh. Rồi, yo. Sorry bo. Ui, quay liều. Tiếp nè. Tiếp y. Tức ghê. Không kịp nè mà. Nãy mà mình nhảy lên trúng cái nữa là xác định nó rồi. Ui, cha hên. Hên. Hên nhưng mà không sao. Cũng bị gãy anh em.
biến thành cái đống dung nham chạy á, là các chiêu thức nó tung ra bị khống chế hết á. No. Oh my god. Ê, liều. Tiếp. Ây, chặt rồi, con. mình dùng sớm quá. Không, chết. Không ổn rồi. Chọc rồi. Chạy. Hay đấy. Rung quá em ơi. Nami thì mày xác định rồi. Oh no. Này đánh Yoro khiếp. Này đánh Yoro hay khiếp đấy. Nhưng mà không sao. Trời, còn tí máu nữa. Ok, cho lên thiên đàng đi. Chứ Rodo này đánh hay quá anh em à. Không sao, còn một em nữa. Tức quá mà. Liều. Dễ gì. Xui phân thân rất là nhiều. Lốc xoáy bão. Bão Naro. Bão Noro. Ui no. Ui. Anh đâu ghê vậy. Chết cha, nó đóng băng rồi. Nó quýnh rồi, gãy luôn rồi. Chú cha. Kéo căng à anh em ơi. Liệu rằng râu đen có thể đánh lại không đây? Bắn. Còn à, cúp xuống, cúp, nhảy lên. Ui, vậy mà chọc kìa. Ý, chạy đâu, dạ. Ok luôn. Ok, thì mình sẽ kết thúc cái tập này tại đây nha. Vừa rồi mình đã hướng dẫn anh em cách quay tướng. Anh em chọn ra 100 luôn. Đấy, anh em có thể vô tranh thủ quay đi nha. Chứ không là hết hạn á. Cái banner này chỉ có mười mấy ngày thôi. Anh em nào mà xem chậm là không có thể quay được, rất là uổng. Bây giờ anh em đang thiếu tướng gì hoặc là thích tướng gì, vô chọn quay thì chậm sẽ ra nha. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Bye bye.